Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kiếm mật hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập 348 Bắc Tống Phong Lưu. Những lời này của Lý Kỳ làm ba người đối diện trầm tư một hồi lâu. Dùng tiền trừ họa ai cũng có thể nói, nhưng nói thật rất ít người có thể làm điều đó hoàn hảo, cũng có người tiền thì tiêu rồi, nhưng tai họa vẫn ập xuống. Qua một lúc lâu, Y Hạ Bách Xuyên mới nói, Xu bạch Sư nói có lý, chỉ có điều chắc dù một thứ không biết. Bà đại thế lực của quốc gia ta đều muốn lấy lợi ích từ bên trong. Lý Kỳ cười nói, dòng suối nhỏ cũng có thể góp thành biển lớn. Nếu các ngươi có thể hợp tác các thế lực nhỏ này vào với nhau, thì cũng không thể coi thường được. Hơn nữa, thế lực nhỏ cũng dễ để mua chuộc, không cần phí quá nhiều sức, lại có thể gia tăng lợi thế trong tay các ngươi. Vụ mua bán này có lợi chứ không có lỗ. Mặc dù là ba đại thế lực trong miệng các ngươi, nhưng cũng không bền vững được như thép, chỉ cần có tiền chắc chắn sẽ có người động tâm tiền này chắc chắn phải cho bởi vì không thể để mình người mua bán có lợi nhưng vấn đề là tiêu số tiền này ở chỗ nào mới có thể để mình đạt được ích lợi lớn nhất đan cát tam mộc lại nói những tình huống hiện giờ đã vô cùng bất lợi với chúng ta ta sợ đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội này lý kỳ nói cho nên các người phải áp dụng phương pháp xử lý nhanh nhất tốc độ nhất đan cát tam mộc hiếu kỳ không biết xu mật sứ đang ám chỉ gì đương nhiên chính là tiền lý kỳ ha ha cười nói <cười> Lúc này đừng đi những nơi không cần thiết, dù ra tình cảnh của các ngươi cũng không ra sao. Người đưa cho người khác một lý do đủ để người đó đứng bên ngươi, so sánh với đối phương mà nói trừ tiền ra, các ngươi còn có ưu thế nào nữa sao? Một khi đã như vậy, sao không dứt khoát một chút đi, một ngàn lượng hoàng kim không được, trực tiếp dùng hoàng kim xây dựng một tòa thành kiên cố không có gì phá hủy, nhốt bọn họ về phía các ngươi. Nếu các ngươi có thể sống qua cửa ải này, vậy thì tương lai thuộc về chính các ngươi, keo kiệt chỉ làm cho các ngươi rơi vào chỗ vạn và kiếp bất phục. Điều này thực sự rất đơn giản thô bạo, đám người đàn cát nghe xong thì nghẹn họng nhìn chân chối lý kỳ tiếp tục nói đương nhiên ta chắc chắn sẽ trợ giúp các người một phần trong tay ta còn có một ít sản phẩm thủy tinh số thủy tinh này ta sẽ bán giá thấp cho các người nhưng việc này không thể nói ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến danh dự của túy tiên cư ta các ngươi dùng những sản phẩm thủy tinh này đi thu mua những đại thần quý tộc đặc biệt là những nữ nhân bất cứ lúc nào cũng không thể không coi thường sức mạnh của lời nói bên cối tuy nhiên những đại thần quý tộc kia mỗi người đều rất khôn khéo hơn nữa tầm nhìn đều rất hạn hẹp cho nên các ngươi không cần hy vọng xa vời là bằng ấy thủy tinh sẽ khiến họ đứng về phía các ngươi đây là điều phi thực tế nhưng ít ra phải là bọn họ trong chiều nói giúp các ngươi mấy câu trước là ổn định lại thế cục có nhiều thời gian cho các ngươi tranh thủ ta tin rằng bọn họ sẽ không keo kiệt đến mức ngại động mồm động miệng về phần hành động cụ thể các ngươi có thể tham khảo ngu việt chi tranh lúc trước khi thật ở phương diện này người xưa đã dùng tính mạng bảo cho chúng ta biết lên làm gì rồi Đoàn cắt tam mộc vô cùng tinh thông văn hóa Trung Nguyên, bằng không ý cũng không thể trở thành bằng hữu với Triệu Minh Thành. liền nói, Xu Mật Sư nói, chiến tranh giữa Ngô Vương Phù và Việt Vương Câu Tiễn sao? Đúng vậy, Lý Kỳ vừa cười vừa nói. À, sau này ta mua bán thủy tinh ở Nhật Bản, toàn bộ cũng sẽ giao hết cho các người. Mặt khác các người có thể tìm đến Cao Ly, trong tay bọn họ có một ít lương thực. Chuyện Ngô Châu lúc trước, bọn họ nợ các ngươi một phần tình cảm, hiện giờ tinh thế đã được giải phóng rồi phương diện cao ly cũng cần đến các ngươi làm trung gian giữa đại tống ta và cao ly cho nên ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối yêu cầu của các ngươi. Các người cầm chỗ lương thực này thu nạp lòng dân, ta tin Nhật Bản các ngươi chắc chắn có nhiều người dân không có cơm ăn, bọn họ chính là tương lai của các ngươi. Nói tóm lại ngàn vạn lần không được keo kiệt, nếu không đủ bản thân ta sẽ cho các người mượn một ít. Nói đã đến mức này, đám người đằng cát sao không hiểu, lại nghe Lý Kỳ sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ thì không khỏi quá nỗi vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ. Nhưng Lý Kỳ cũng chỉ nhắc tay nói, không cần phải nói lời cảm tạ, ta là một thương nhân, sẽ không làm những đầu tư không công đại thống chúng ta giúp túi thương trợ mục đích vẫn là mong một ngày nào đó các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp cởi bỏ chính sách bế quan tòa cảng của quý quốc tăng cường ngoại giao giữa hai nước khôi phục lại quan hệ thời kỳ tiền triều đó chính là mục đích của chúng ta chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên nhắc tới y hà bách xuyên ngồi nghiêm chỉnh nói xu mật sứ yên tâm lời hứa hẹn này chúng ta vẫn ghi nhớ trong lòng nếu có thể vượt qua kiếp nạn này chúng ta chắc chắn sẽ khôi phục lại ngoại giao giữa hai nước đoàn các tam mộc cười nói Quý quốc có cầu chịu ơn người ta một, báo đáp người ta mười. Ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của su một xứ đối với chúng ta. Sau này nhất định sẽ hồi báo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý kỳ nâng chung trả lên nói. Vì tương lai của chúng ta, cạn một chén. Mọi người nâng chén một hơi cạn sạch. Ở trên bàn tiệc, mấy người lại trao đổi chi tiết. Sau khi ăn xong, ba người lên đứng dậy cáo từ. So với lúc đến đây, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười. Đương nhiên Lý Kỳ cũng mang theo nụ cười đứng trước cửa nhìn bọn họ rời khỏi. Bọn họ đi rồi, Lý Kỳ vừa trở lại vào trong phủ, trong sảnh đột nhiên có thêm một người, người đó chính là Triệu Giai. Lý Kỳ gật đầu nói, thật sự là ủy khuất hoàng thượng. Chờ nó tới ủy khuất, trấn cũng học được không ít. Chuyến đi này không tệ, Triệu Giai khoát tay lại hỏi. Tuy nhiên có nhiều chỗ chấm lại vô cùng nghi hoặc. Hành động này của ngươi nếu thành công, không thể nghi ngờ gì sẽ tăng cường thêm rất nhiều thực lực của bọn họ. Chuyện này không chỉ làm đối phương cố kỵ, chúng ta cũng phải kiên kỵ, nếu như đối phương cố kỵ trần chiến này chắc chắn sẽ đánh không được, đồng thời cũng có thể nuôi hổ thành họa, điều này có phải xung đột với mục đích của chúng ta. Lý Kể cởi nói, vậy còn phải xem người. Triều Giai ồ lên một tiếng, sao người nói như vậy? Lý Kể nói, bọn họ tới đây cầu xin chúng ta. Cầu xin chúng ta tương trợ, vậy thì rõ ràng là không muốn buông lợi ích trong tay ra, cho dù chỉ là một chút. Kỳ thật bọn họ cũng kiếm được quá nhiều rồi, mặc dù không có đồ hộp, cũng sẽ không tạo thành đả kích quá lớn ít nhất trên phương diện mua bán là như thế mà bọn họ không chịu nhượng bộ đã đủ để chứng minh bình thị vô cùng có dã tâm đây không phải là dã tâm kinh doanh mà là dã tâm trong chính trị triệu gia chấm ngân một lát mới nói ta hiểu rồi nếu kế này thành công thế lực của bọn họ sẽ lên một tầng cao mới đến lúc đó những thứ bình thị muốn sẽ càng ngày càng nhiều lý nghĩa nói đúng vậy thực lực được tăng cường đồng thời cũng khiến cho bọn họ nhanh chóng bành trướng dã tâm khi trong tay bọn họ có đầy đủ lợi thế những thứ bọn họ muốn chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều thật ra trước mặt bình thị mới chỉ uy hiếp được lợi ích của thiên hoàng nhật bản đối phương cũng chỉ muốn chèn ép bình thị cân bằng thế lực mọi phương diện chưa đến mức nổi lên sát khí với bình thị cho nên hiện tại mặc dù khai chiến cũng chỉ giống như trò chơi tập làm người lớn nhiều nhất cũng chỉ dùng vũ lực để gây áp lực cho đối phương chiến tranh với mục đích này không hề có chỗ nào tốt với chúng ta ngược lại đợi sau khi bình thị mở rộng thế lực khi địa vị của thiên hoàng có nguy cơ vậy thì lúc đó sẽ là chỉ có một trong hai chúng ta được sống đối phương chắc chắn sẽ tiêu diệt bình thị Vậy thì cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Triệu dai ha hả nói, <laughs> đến lúc đó cho dù là bình thị không muốn cũng chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta. Lý Kỳ nói, đúng vậy, thật ra lần này chúng ta chinh chiến phía Nam, nhất định trong lòng bọn họ đã có kiên kỵ. Có lẽ chỉ cần tới đường cùng, bọn họ mới chủ động cầu xin giúp đỡ chúng ta. Cho nên trước tiên chúng ta phải bức bọn họ đến đường cùng, à không, phải nói là dẫn bọn họ đến đường cùng. Triệu dai cười ha ha, ha, <laughs> tiền của Lý Kỳ quả đúng là khó lấy. Lý Kỳ buồn bực, lời của hoàng thượng thực sự là quá đề cao vi thần rồi vi thần hồ thẹn không dám nhận dù sao người há miệng cũng đòi vi thần mấy trăm triệu quan lợi nhuận ở trên đời này trên đời này có tiền nào dễ lấy hơn sao <laughs> Chậm vừa mới nhớ ra trong cung còn một số việc chậm cần xử lý được rồi chậm cáo từ trước và không phải chứ nói đến tiền liền trốn lý kỳ âm thầm khinh bỉ trong lòng ngoài miệng lại nói vậy ngày mai lý rất nhĩ triệu dài nói chuyện của lý rất nhĩ ngươi tự mình xử lý đi trẫm đi trước vi thần cung tiễn hoàng thượng vì qua một năm quá thanh tịnh, Lý Kỳ coi như không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì, sắp xếp đầy mấy ngày trong cửa hàng cuối năm, chỉ lại để lại duy nhất thời gian ăn điểm tâm với người nhà. Vì cách thứ hai tới thăm hỏi chính là Tây Hạ Vương gia Lý Sát Nhĩ. Kể thật chuyện về ngựa đã do Bạch Thiền Dạ đi theo y nói chuyện mà phương diện ngoại giao giữa hai nước tần cối cũng đã đàm phán với y từng đối rồi. Nhưng nhưng do Lý Kỳ mở ra thời đại ngoại giao cho nên nếu không gặp mặt Lý Kỳ một lần thì Lý Sát Nhĩ cảm thấy có chút bất ổn. Vì thế sớm sai người đưa bái tiếp đến, hy vọng có thể bái phòng Lý Kỳ. Lý Sát Nhĩ này coi như là lão bằng hữu của Lý Kỳ, không thể không gặp. Đương nhiên, được Lý Kỳ gọi là lão bằng hữu cho thấy cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc buổi sáng Lý Kỳ tự mình ra nghênh đón, hai người hàn huyên một lát rồi lập tức mời Lý Sát Nhĩ vào trong phòng. Vừa ngồi xuống, tránh không khỏi mấy lời chúc mừng, Lý Sát Nhĩ cũng giống như mấy người khác, đó là lệnh bợ Lý Kỳ. Lý Kỳ nghe đến mức lỗ tai đã kết kén, tùy ý khiêm tốn nói vài câu. Một khi nói mấy câu lễ nghi, Lý Sát Nhĩ đột nhiên nghiêm mặt nói, "Sư mặt sứ, có chuyện ta muốn nói với người. Nếu như nói sai, ngươi cũng thông cảm. Nếu như biết mình nói sai vậy ngươi còn muốn nói ư? Ừ. Có bản lĩnh thì ngươi đừng nói. Lý Kỳ ha ha cười, nghĩ một đằng nói một nẻo. À, đây là gặp gỡ cá nhân, còn cái gì không thể nói, vương gia cứ nói đi, đừng có ngại. Vậy thì ta có thể nói thẳng rồi. Lý Sát Nhĩ ho nhẹ một tiếng nói. Trên giới quốc gia ta đều cảm thấy đại tâm các ngươi có phần bên nặng bên nhẹ, làm việc không công bằng. Lý Kỳ cao mày nói, sao lại nói như vậy? Lý Sát Nhĩ nói, Bất kể là trên phương diện buôn bán hay trên phương diện chính trị, rõ ràng là các người đối đãi với cao ly Nhật Bản tốt hơn nhiều so với Tây Hạ chúng ta. Không nói đâu xa, chúng ta mang bái tiếp đến sớm hơn so với đặc phái viên Nhật Bản, nhưng các ngươi lại gặp đặc phái viên Nhật Bản trước. Kỳ thật so với Nhật Bản cao ly, chúng ta là hàng xóm tương liên chặt chẽ hơn, nhưng dường như các ngươi lại không nghĩ như vậy. Lời này nghe thì là như oán trách, kỳ thật trong đó chất chứa rất nhiều thứ. Lý Kỳ vội nói, ai, vương gia hiểu lầm rồi. Về chuyện bái phòng, ta vẫn luôn cho rằng càng về phía sau thì càng tỏ bài tôn trọng đấy lấy chuyện ta nấu nướng làm ví dụ thức ăn ngon nhất nhất định phải để ở phía sau về phần phương diện ngoại giao kỳ thật cũng không thể trách chúng ta chúng ta và nhật bản cao ly vẫn luôn là đồng minh quan hệ vô cùng tốt giống như là anh em ruột bất kể là trên phương diện chính trị quân sự hay là kinh tế đều có quan hệ chặt chẽ nhưng đối với quý quốc nói thật ờ uh, trong thời gian này nếu ca nhau ở mỹ hai bên đều không thoải mái ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước chúng ta cho nên hy vọng các người cũng có thể suy nghĩ từ góc độ của chúng ta lý giáp nhị nói chuyện này ta đương nhiên là biết nhưng hiện giờ tây hạ đã độc lập rồi không còn là thần từ của ai cũng đã được quý quốc và kim quốc công nhận quân chủ của chúng ta vẫn luôn muốn tăng cường qua lại với quý quốc thành lập quan hệ liên minh giống như quý quốc với nhật bản cao ly nhớ rõ lúc trước chu mật sứ cũng từng nói với ta chuyện này nhưng dường như quý quốc vẫn không có động tĩnh gì lúc trước lý kỳ vì muốn lừa tây hạ độc lập từng hứa hẹn không biết điều liên minh quân sự đương nhiên là một trong số đó lý kỳ đương nhiên là không quên liền nói vâng ra đây không giống như là ta và ngươi qua lại với nhau mà là hai quốc gia qua lại với nhau không thể một bước là tới, cần phải cả một quá trình. Ồ, về việc ngươi mang ngựa ra buôn bán, đối với chuyện này ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Hai nước chúng ta quả lại, nếu muốn thành lập một liên minh mới, ta cảm thấy đầu tiên nhất định phải có một người vươn tay ra. Quý quốc có thể vươn tay ra trước tiên, điều này làm ta vô cùng cảm động. Đối với chuyện này, ta vô cùng tán thành. Trước mặt hoàng thượng, ta cũng đã nói như vậy. Trên mặt lý sắt nhĩ lộ ra vẻ tươi cười, lời này nghe thực sự rất thoải mái. Dù mật sứ có thể hiểu được dụng ý của chúng ta, ta thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng ta nghĩ hiện giờ thời cơ đã chín muồi hai nước chúng ta có thể triển khai hợp tác toàn diện ví dụ như trên phương diện quân sự kỳ thật, tới lúc lý rất nhĩ có thể hy vọng xuất khẩu ngựa với số lượng lớn lý kỳ cũng đã đoán ra tây hạ chắc chắn là muốn tìm hợp tác quân sự chuyện này cũng nằm trong dự tính bởi vì kim quốc đã tạo cho tây hạ rất nhiều áp lực từ lúc tây hạ độc lập cho tới nay cả ngày đều lo lắng kim quốc có thể tấn công bọn họ hay không nhưng cái loại việc cầu trời không bằng cầu mình chỉ có chính mình hùng mạnh mới có thể bảo vệ tốt cho chính mình mà từ sau khi đại tống nam trinh hỏa khí uy chấn thiên hạ cái gì mà Bảo vũ lê hoa tiễn thân hòa phi nha đều vô cùng kỳ diệu hơn nữa đại tống luôn bán hỏa khí cho cao ly và nhật bản đủ các loại kiểu khiến cho tây hạ phải sứ thần đến đại tống tìm liên minh quân sự dù sao y cũng lắc tội với kim quốc có thể chống lại kim quốc thì cũng chỉ có đại tống y cũng chỉ có thể đến đại tống xin giúp đỡ nhưng mỗi người đều xuất phát từ lợi ích của mình chuyện không quên lời tây hạ cũng sẽ không làm trời biết có thể nuôi hổ thành họa hay không điểm này lý kỳ không thể không suy nghĩ đặc biệt hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị cho chiến trường phía tây tây hạ à, ngươi hùng mạnh rồi tuy rằng có thể kiềm chế được kim quốc nhưng đồng thời cũng kiềm chế đến đại thống ta Lý kỳ trầm ngâm một hồi lâu lắc đầu cười nói <laughs> liên minh quân sự này cũng không phải là trò đùa không thể chỉ dựa vào hai người ngươi và ta là một lời một câu có thể quyết định tất cả về mặt lý sát nhĩ lộ vẻ thất vọng nói nhưng quý quốc và cao ly nhật bản thì sao Người cái tên ngu ngốc này, điều này giống nhau sao? Nhật Bản cao ly cách chúng ta cả biển lớn, bọn họ mua hỏa khí căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với đại tống ta. Hơn nữa, cao ly còn có thể kiềm chế kim quốc mà tây hạ các người lại nằm ngay bên cạnh đại tống. Ai biết các người có lấy hỏa khí này đối phó với chúng ta không? Lễ kỳ giải thích. Chúng ta và cao ly Nhật Bản đều có gốc rễ là kinh tế thương mại, mới ký kết liên minh quân sự. Lúc ấy hai bên cũng đã hiểu rõ nhau, thành lập dựa trên lòng tín nhiệm. Nói tóm lại, liên minh quân sự được thành lập dựa trên sự tín nhiệm. Mặt lý sắt nhĩ đen thui giống như trà chết lời này ngụ ý đơn giản là không tín nhiệm bọn họ nhưng lúc ấy lý kỳ giật dây thậm chí là bức bách tây hạ hơn nữa lúc ấy lý kỳ hứa hẹn với bọn họ đến hiện tại hai người bọn họ không phải là người Ai, điều này làm cho y có cảm giác mình bị lý kỳ đùa giỡn chuyện này còn có thể vui vẻ chơi tiếp sao lý kỳ liếc nhìn lý sắt nhĩ một cái nghĩ thầm rằng đây là một thế giới ăn thịt người cho dù là bằng hữu vậy cũng chỉ bởi vì các ngươi là kẻ địch của kẻ địch không hơn tuy nhiên hiện tại đại tống rất cần tây hạ để kiềm chế kim quốc Nói cách khác, nếu chẳng may Tây Hạ quyết định chắc chắn chạy tới lăn lộn với Kim Quốc, vậy cũng hợp bét. Vì thế nói, ý của vương gia ta rất rõ, cũng rất hiểu, nhưng việc này không thể gấp được. Nói tới đây hắn, lời nói xoay chuyển. Ừ. Tuy rằng Liên minh quân sự tạm thời vẫn tạm thời là chưa tới thời khắc quan trọng, nhưng chúng ta có thể từ từ triển khai một số hợp tác ở phương diện này, giống như là chúng ta và Cao Ly hợp tác với nhau, vừa mới bắt đầu là mua bán vũ khí, về sau mới kết làm Liên minh quân sự. Lý Giác Nhĩ nghe được sừng sốt vội nói, các người đồng ý bán vũ khí cho chúng ta. Vì sao không muốn? Lý Kỳ ha hả nói, <laughs> chăm ra vương gia còn chưa hiểu ý nghĩa của liên minh quân sự. Liên minh quân sự là triển khai hợp tác toàn diện trên lĩnh vực quân sự. Ví dụ như huấn luyện binh lính, bài binh bố trận, thậm chí hai bên có nghĩa vụ phải xuất binh tương trợ. Nhưng mà mua bán vũ khí chỉ là một vụ kinh doanh. Hai cái này mặc dù có quan hệ rất lớn, nhưng bản chất lại khác nhau. Hai ngày trước không phải tương vụ cục đã đồng ý bán nỏ sàn cho các ngươi sao? nếu mua bán vũ khí chỉ giới hạn trong liên minh quân sự chúng ta sao có thể bán vũ khí cho các ngươi ờ à, đúng 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 lý sắt nhĩ liên tục gật đầu vậy không biết vũ khí này bao nhiêu lý kể cười nói vậy thì phải xem các ngươi trả giá bao nhiêu giá tiền của vũ khí tốt đương nhiên là phải cao hơn một chút đây là đương nhiên không biết thiên lý nhãn có nằm trong nhóm này hay không hiện giờ thiên lý nhãn là vũ khí cơ mật cao nhất của quốc gia ta điều này ta còn phải xin chỉ thị của hoàng thượng người thật đúng là lòng tham không đáy trong lòng của lý Kỳ âm thầm cười lại một tiếng ngoài miệng thì lại nói à chuyện này phải đi từng bước ta cảm thấy chúng ta phải đặt trọng tâm lên buôn bán buôn bán là cơ sở thúc đẩy chúng ta phát triển hợp tác nhiều hơn nữa bao gồm cả phương diện quân sự và chính trị vâng Xu mật sứ nói rất đúng lý sắt nhĩ liên tục gật đầu tây hạ bọn họ hiện tại đang nghỉ ngơi lấy sức thúc đẩy phát triển kinh tế liền nói đúng rồi có chuyện thiếu chút nữa ta quên nói nhớ rõ mấy năm trước Xu mật sứ từng để cho quốc gia chúng ta gieo trồng hoa bia hiện giờ gieo trồng hoa bia của chúng ta đã thành quy mô rồi Đầu tiên là Lý Kỳ vui vẻ, lập tức ho một tiếng giả vờ không hài lòng. Ê, vực già, không phải là ta nói ngươi, chuyện lớn như thế sao đến cuối cùng ngươi mới nói chứ? Chuyện này đối với ngươi là chuyện lớn nhưng đối với chúng ta mà nói sao có thể so sánh được với liên minh quân sự? Lý Sát Nhĩ chỉ cười xin lỗi cũng không lên tiếng. Lý Kỳ nói, chỉ cần đã tới yêu cầu, các người chồng bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Tin rằng các ngươi cũng nhìn thấy, cái loại thiên hạ vô song đã trở thành cái thứ được dân chúng yêu thích nhất. Đặc biệt là từ sau khi đại hội thi đấu bóng đá được mở rộng, thiên hạ vô song là được dân chúng ủng hộ, không chỉ có như thế ta cũng sớm có chuẩn bị ta đã xây dựng nhiều tiểu phương ở tây bắc chỉ chờ hoa bia của các ngươi nhưng ta sẽ sao bên trong tiểu phương cho chết gia phủ châu đến lúc đó các ngươi trực tiếp đàm phán với bọn họ là được chết gia lý rất nhĩ ngẩn người lý kỳ khẽ mỉm cười ta đây chính là giúp các ngươi quan hệ giữa tây hạ các ngươi và chết gia trên đời này không ai không biết nhưng đều là chuyện cũ rồi có cầu oan gia thì nên giải không nên kết nếu hai bên chúng ta để mong muốn tìm kiếm nhiều hợp tác hơn nữa vậy thì quan hệ giữa các ngươi và chết gia đương nhiên cũng phải cải thiện ta là người ngu ngốc không hiểu đạo lý lớn gì đó chỉ biết dùng lợi ích đi thúc đẩy tất cả đến lúc đó ta sẽ bảo chết gia hỗ trợ xử lý nhà máy rượu cũng sẽ lấy ra một phần lợi ích cho chết gia đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hy vọng hai bên các ngươi có thể thông qua vụ mua bán này hóa giải oán hận lẫn nhau Đàn đông chết gia hơn phân nửa đều chết trong tay người tây hạ mà quân đội tây hà lại bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng trước chết gia quân đối với chết gia quân vừa hận thì lại vừa sợ hai bên giống như là nước lửa bất dung hơn nữa lý kỳ còn có hai nguyên nhân chưa nói. Thứ nhất chính là bia đảm bảo chất lượng chỉ có hữu hạn. Muốn mở rộng nhất định phải xây dựng nhà máy ở các nơi cả nước. Tây Bắc là nơi dân số đông, lý kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ hai chính là về hôn sự của nhạc phi và chết mỹ nguyệt. Dù nói thế nào thì chết mỹ nguyệt cũng là danh môn mà nhạc phi sinh ra trong bần hàn, có sự tranh lệch không nhỏ. Tuy rằng hôm nay nhạc phi là cá chép hóa rồng, nhưng hôn nhân giữa hai người họ vẫn tồn tại không ít nhân tố chính trị. Lý kỳ muốn đưa từ phường này cho nhạc phi để làm sinh lễ củng cố quan hệ giữa nhạc phi và chết gia dùng cái này để gia tăng tài sản cho chết gia giúp y trong tương lai trở thành nguyên soái đệ nhất đại tống không giống như trong lịch sử bị người khác đùa chết lý sát Nhĩ chỉ biết lý do thứ nhất không biết lý do thứ hai nhưng tây hạ bọn họ bây giờ phải dựa vào đại tống dĩ nhiên muốn hóa giải ân hoán trước kia với chết gia liền nói sổ mật sứ thực sự là tính toán trung toàn đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng chúng ta Lý Kỳ ha hà nói, <laughs> Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương diện này ta cũng sẽ điều chỉnh lại từ bên trong, chắc hẳn là không có vấn đề gì. Ôi, các người chắc chắn là muốn tăng cường xuất khẩu ngựa cho đại tấm ta. Vậy chúng ta cùng bày tỏ, chúng ta có muốn tăng cường xuất khẩu muối của quý quốc đối với quốc gia ta có được không? Muối chính là mạch máu kinh tế của Tây Hạ. Lần này của Lý Kỳ khiến cho Lý rất Nhĩ vui mừng, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, liền nói. Lời ấy của Xu Mật Sứ là thật sao? Lý Kỳ ừ một tiếng nói, cả người cũng biết, chúng ta vừa mới thu phục Nam Ngô và Đại Lý, phạm là những nơi có người thì đều cần muối. Hơn nữa hiện giờ đại tống ta phồn vinh hưng thịnh, kinh tế trăm hoa đua nở, vị trí địa địa vị thuế muối hiển nhiên là chậm lại. Cho nên chúng ta cũng định hạ thấp giá muối, tranh thủ để tất cả dân chúng có thể mua được muối, kể từ đó nhu cầu đối với muối dĩ nhiên là tăng lên. Hắn nói cũng có lý, Lý Sát Nhĩ biết là Lý Kỳ cũng không nói dối, ý không thể ngừng kích động, trực tiếp đưa tay nắm chặt hai tay của Lý Kỳ, không ngừng nói lời cảm tạ lý kỳ cũng không thích điều này vội rút tay ra nói vâng ra khách khí rồi đây chỉ là mua bán chúng ta muốn cũng chỉ là cục diện hai bên có lợi tuy nhiên hành động cụ thể người đến thương bộ cục thương lượng với kinh tế sử à, hiểu rồi hiểu rồi lý rất nhĩ cười không ngậm nổi miệng dựa vào đề nghị này đủ để y trở về lĩnh công rồi mối tây hạ thực sự là không bao giờ hết có thể nói là chống đỡ toàn bộ mạch máu của tây hạ nếu các quốc gia xung quanh không mua muối của bọn họ trong vòng 3 năm tây hạ phát động chiến tranh tất sẽ diệt vong nhưng đối với đại tống mà nói tăng cường nhập khẩu muối cũng mang rất nhiều ý nghĩa dựa vào điểm này cũng có thể nhìn ra được phương diện kinh tế của đại tống đã bước vào hưng thịnh hạ thấp giá muối chuyện này ở cổ đại có nghĩa như thế nào có thể nói là tất cả mang ý nghĩa hàm xúc sau đó lý kỳ lại tiếp kiến đám người phát trí khiêm sứ thần cao ly hiện giờ hành động của kim quốc ở bờ sông áp lục ít hơn rất nhiều điều này làm cho trên dưới cao ly tạm thời nhẹ nhàng thở ra nhưng thủy binh đại tống vẫn đang trú đóng trên một đảo nhỏ gần sông áp lục lần này phát trí khiêm đến chủ yếu chính vì việc này nhưng bọn họ không muốn thủy binh đại tống rút khỏi mà ngược lại là hy vọng thủy binh đại tống có thể tiếp tục đóng quân trợ giúp cao ly đảm nhiệm công việc phòng vệ sông áp lực dù sao đây cũng chỉ là một cánh thủy binh nhất không nổi biển lớn cho nên cao ly cũng không lo lắng chỉ là hàng năm chi thêm một ít quân lương đồng thời có thể làm cho kim quốc kinh sợ Đổi lại bờ sông áp lực là một thời gian yên bình nơi đó đất đai phỉ nhiêu sản lượng lương thực hàng năm cung cấp nuôi dưỡng cho thủy binh giống như là chín châu chỉ mất một sợi lâm thôi không đáng kể cho nên tính thế nào thì cũng không thiệt nhưng Lý Kỳ cũng không phải là một người dễ gạ gẫm, đại Tống ta cũng thiếu một ít quân lương đấy. Thủy binh đại Tống ta không có nghĩa vụ phải trú đóng ở quốc gia các ngươi, giúp các ngươi phòng vệ, dù sao cũng phải đưa thêm ưu đãi. Vì thế Lý Kỳ nhân cơ hội này lấy quyền sử dụng hải đào nhỏ giữa Cao Ly và Kim Quốc. Đương nhiên hắn tạm thời vẫn chưa yêu cầu quyền quân đội đóng quân, chỉ nói là cung cấp thương nhân tới đại tống sử dụng. Về phần đại tống có đóng quân hay không, có quỷ mới biết. Hiện giờ Triều Tiên muốn cầu cạnh đại tống, yêu cầu ấy đương nhiên là Pháp Trí Kiềm sẽ không từ chối. Dù sao hòn đảo ấy đặt ở nơi nào cũng là đặt, hơn nữa sau khi thương nhân đại tống lui tới còn không phải vì buôn bán với cao ly bọn họ mà tới, còn có thể thúc đẩy trao đổi kinh tế giữa hai nước, sau khi hai bên tương lượng rất nhanh đã đạt được chung nhận thức. Về phần chính sách ngoại giao với Tây Hạ, Lý Kỳ và Triệu Giai đã đàm luận không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì địa lý Tây Hạ vô cùng đặc thù, không dễ dàng ra tay, càng không thể để cho Kim Quốc thực hiện được. Nói tóm lại, nếu Tây Hạ phải vong, chỉ có thể diệt vong trong tay Đại Tống. Nếu diệt vong trong tay Kim Quốc, vậy Đại Tống sẽ tràn đầy nguy cơ. Tuy nhiên trong mắt đại tống không đủ năng lực đi tiêu diệt Tây Hạ, bởi vì một khi khai chiến, Kim Quốc tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào. Có thể duy trì hiện trạng này chính là điều mà đại tống hy vọng nhất. Chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa có độc tĩnh gì, điều này làm cho Lý Kỳ cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cho nên hắn chỉ tạm thời đưa cho Tây Hạ một vài ưu đãi, kéo bọn họ đến bên đại tống, còn phải làm cho bọn họ có đủ thực lực để phòng thủ Kim Quốc, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, về phần bán vũ khí cho Tây Hạ đều là một vài sản phẩm đã bị đào thải, một khi vũ khí kiểu mới được nghiên cứu ra, mặc dù khai chiến với tây hạ vẫn hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương nhưng hỏa khí này lại có sức uy hiếp phi thường lớn đối với bị kỵ binh của kim Quốc bận rộn liên tiếp mấy ngày lý kỳ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi lấy thái độ vô cùng thoải mái nghênh đón năm mới 30 tết mặt trời đã lâu không thấy xuất hiện trên bầu trời trắng như một giải lụa mà dù ánh nắng chỉ thưa thớt chiếu trên mặt đất nhưng cũng đủ để dân chúng hưng phấn không thôi mỗi khi đến ngày này trước cửa túi tiên cư quạnh quẽ chưa từng có trước đây bởi vì trong những ngày này mọi người ở bên trong túy tiên cư đều trẻ chén say sưa tuy rằng trong thời gian lễ mừng năm mới là những ngày quán rượu kiếm được nhiều nhất nhưng lý kỳ là người trọng truyền thống hơn nữa phải biết rằng người làm trong túy tiên cư phần lớn là người dân chạy nạn từ bắc giang nam truyền thống đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng hơn nữa hiện giờ tiểu lâu túy tiên cư đã không phải là nơi buôn bán kiếm lời nhất của tập đoàn túy tiên cư có tiền tùy hứng một chút ngại gì Hiện giờ cũng có rất nhiều tiểu lâu bắt đầu học tập túi tiền cư, tổ chức một vài hoạt động chúc mừng năm mới, tăng tiền thưởng cuối năm. Tuy nhiên nói gì thì nói, đây là chuyện không có cách nào. Những thương nhân kia đương nhiên là không muốn xuất ra số tiền này. Những người làm ở túi tiền cư có đãi ngộ tốt như vậy sẽ khiến cho người khác ở dưới cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù chỉ là một vài chi tiết nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế. Nhưng những thương gia này lại hoặc là đưa chúc mừng lên trước tiên hoặc sau khi thế chấp sẽ không đặt trong những ngày tốt để kiếm tiền cuối năm suy một chiếc xe ngựa đứng trước cửa túi tiên cư lý kỳ xuống xe ngày này hàng năm chỉ cần hắn ở kinh thành thì sẽ đến các tiểu lâu nhà xưởng dưới trướng tập đoàn Túy tiên cư đi một vòng hoặc là chúc mừng năm mới với các công nhân điều này cũng tạo thành truyền thống tuy nhiên hắn vẫn chưa đi vào thì nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng bước chân ít nhất cũng có chừng trăm người hai mắt mã kiểu lé sáng kỳ thật y cũng vô cùng chờ mong ngày hôm nay bởi vì hôm nay y có thể đại khai sát giới chủ yếu nhất là hôm nay sẽ có lỗ mỹ mỹ làm bạn bên cạnh y Lý Kỳ lướt mắt nhìn người này một cái dặn dò. Lát nữa, người phải kiềm chế ăn uống. Đừng khi dễ tiền lục từ nhà người ta. Tiểu tử, tử kia tiểu lượng chỉ có một chút thôi. Người vừa vào bàn đã chuốc người ta say rồi. Buổi chiều lại phải đánh thức người làm đồ ăn cho các ngươi. Nhiều không dễ làm nha. Ma Kiều hất đầu nói. Dù gặp chi kỷ thì ngàn chén vẫn ít. Nói chuyện không hợp nửa câu thì đã là nhiều. Câu này ngụ ý chính là ta uống với bọn họ đó là vì ta coi bọn họ như chi kỷ. Người khác mời ta uống chưa chắc ta đã muốn uống. Chuyện này thực sự là như thế. Má Kiều không phải là tử quỷ coi rượu là mẹ, y uống rượu còn phải xem người. đồ tự kỷ cuồng. Lý Kỳ thầm mắng một câu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, thấy một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới. Má Kiều quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói, đây không phải là xe ngựa của phu nhân sao? Không nghĩ là nàng cũng tới. Vừa ai hôm nay ta có bàn rồi. Trong mắt của Lý Kỳ hiện lên vẻ mừng rỡ, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Một lát sau, xe ngựa dừng ở trước cửa, Tiêu Đào đi xuống xe ngựa trước. Hiện giờ tiểu đào đã trở thành thành đại cô nương duyên dáng yêu kiểu, tuy rằng so ra còn kém đại mỹ nhân, nhưng cũng coi như là mỹ nhân hiếm có. Không thể không nói, tiểu lục tử rất có mắt nhìn. Đại nhân, tiểu đào xuống xe nhìn thấy Lý Kỳ còn rất bình kinh hãi, Lý Kỳ ngoác tay cười vô lương, <cười> tiểu đào hộ vệ đến thăm tiểu lục tử sao? Khuôn mặt tiểu đào nhất thời đỏ bừng, xấu hổ dậm chân một cái, má kiểu lại nói, tiểu đào mội muội trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng, sao phải dâu dâu diếm diếm như thế? Tiểu đào oán trách nói, mà đại ca, ngươi đã học cái xấu của đại nhân Lát nữa ta phải nói cho Mỹ Mỹ Tì Tì nói là Ngươi ước hiếp ta Đây chính là tự huyệt của Mã Kiều Y vội vàng nhảy dựng lên, nói Tiểu đào mội mội, ngươi có phải là nghĩ sai rồi không hả Là số một sự ước hiếp ngươi Ta đang giúp ngươi nhà Tiểu đào này giống như là quỷ linh danh ma Lý Kỳ ho nhạy một tiếng nói Ta cũng không nói gì cả Cái gì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng Nói như là tiểu đào nhà ta không gả ra ngoài được Ma Kiều xoay đầu lại căm tức nhìn Lý Kỳ, dường như đang nói, ngươi lần này đùa quá trớn rồi, mau chóng thu hồi lại đi, chúng ta còn có thể tiếp tục chơi. Tiểu đào, ngươi chớ để ý tới bọn họ. Đi cùng với một giọng nói êm ái là tần phu nhân, mặc một cái áo tràng màu vàng nhạt bước ra từ trong xe ngựa. Tuy rằng nàng không giống Lý Kỳ, hàng năm đều đến đây, nhưng mỗi khi năm mới nàng cũng thường xuyên tới thăm. Lý Kỳ ngoắc tay nói, phu nhân, chào buổi sáng, Tần phu nhân xuống xe ngựa lập tức đưa cho Lý Kỳ một cái nhìn xem thường, nói Hai người các ngươi cũng trưởng thành rồi, không ngờ lại đi ức hiếp một tiểu cô nương như thế, nói ra cũng không sợ người ta chê cười. Mã Kiều sắp khóc rồi, y cũng không cậy khỏe bất nạt yếu, sao có thể nhận tiếng xấu này. Y càng sợ tiểu đào thực sự sẽ đi tìm Mỹ Mỹ tố cáo y, nên nháy mắt với Lý Kỳ, bảo Lý Kỳ chủ động gánh vác tội danh. Nói đùa gì vậy, hiện giờ có lập pháp viện tội danh này ta dám gánh vác sao? Lê Kỳ làm như không thấy, nghĩ thầm rằng nếu không đùa dẫn tiểu nhân, ta đây đùa dẫn đại nhân. Cười nói với tần phu nhân. Ê, à, phu nhân chắc hẳn biết hôm nay là ta tới đây. Chẳng lẽ là... <laughs> Chẳng lẽ cái gì? Đầu tiên là tần phu nhân kinh ngạc, nhưng lời vừa thốt ra nàng liền kịp thời phản ứng, phun một tiếng, không để đến Lý Kỳ nói với tiểu đào. Chúng ta vào thôi. Chủ tớ hai người liền vào bên trong. Lý Kỳ thấy Mã Kiều dùng ánh mắt giết người nhìn mình thì nói, người nhìn ta làm gì? Ta đây không phải là cố gắng đưa tù hận lên người ta hay sao? Ngươi còn không thấy đủ à? Nói xong hắn cũng đi vào bên trong. Phu nhân đã tới, phu nhân đã tới. Một đám người hầu rượu đang chuyển bàn ghế trang trí lại từ lâu, nhìn thấy tần phu nhân đột nhiên đến thì đều ngừng lại, mừng rỡ bất ngờ nhìn tần phu nhân. Tần phu nhân còn chưa kịp mở miệng, Lý Kỳ đã chui ra từ phía sau, cất cao giọng nói, các vị, à, các vị, phu nhân biết mọi người vừa qua một năm cổ cực nên đặc biệt đến thăm các vị. Tuy rằng hai tay trống trơn, nhưng phu nhân có thể tới quả thật là không dễ dàng. Lát nữa mọi người nhất định phải uống nhiều hơn mấy chén với phu nhân, trong lòng liền bổ sung thêm một câu, tuy nói rượu có thể mất lý trí nhưng mà thỉnh thoảng làm loạn thì cũng không sao. Nhưng người những người làm kia thì vẫn tin rằng là thật vỗ tay tán thưởng luôn. Trên mặt tần phu nhân đỏ ửng lên lén trừng mắt nhìn Lý Kỳ thầm nghĩ, <laughs> chính người cũng không mang lễ vật mà. Thật ra trước đây nàng thường xuyên đưa một ít quần áo tới tứ tiên cư, chỉ có điều hiện tại người làm ở tứ tiên cư đều có tiền, nàng không làm việc vô ích, nhưng nàng không nghĩ rằng Lý Kỳ sẽ nói công khai ra, vì thế tức giận nói, chỉ cần Lưu Sư Phó có thể uống một chén rượu với mọi người, ta cũng không để ý khi uống vài chén. Lý Kỳ lập tức trợn tròn mắt, phu nhân từ khi nào trở nên sáng tạo nhanh nhẹn như vậy chứ? Tần phu nhân bấp mái môi, trong lòng đắc ý một chút, có thể làm cho Lý Kỳ rơi vào tình huống kinh ngạc, thật quả không có nhiều. Nghĩ thầm rằng, người là một người không uống rượu cũng dám nhắc tới chữ rượu. Bọn điền thất An Nam nhìn thấy một ít manh mối vụng trộm vui mừng, An Nam còn cố lấy dũng khi nói, Lý đại ca, người và phu nhân uống vài chén đi mã kiều mới vừa rồi bị lý kỳ bán đứng cũng là muốn mượn truyền này lấy là danh dự nói xu mật sứ nếu ai nói với ta lời này ta không uống một vò sẽ không phải tên mã kiều uống rượu là thiên tính của đàn ông sao có thể chiếm tiện nghi của phụ nữ <laughs> cứ thật không ngờ lại lấy lấy tài bắt cá ngươi còn muốn cưới đồ đệ của ta sao lý kỳ không nhịn được nữa thầm nghĩ <laughs> phủ nhân thực sự là quá đáng ghét biết rõ ta không thể uống rượu không ngờ lại vạch trần vứt sẹo của ta <laughs> thực sự là tức chết ta hắn ta cũng không ngẫm lại là ai khơi mào đề tài này. Lấy năng lực của người đi. Nói chuyện không phải Lý Kỳ cũng không phải Tân phu nhân mà là lỗ Mỹ Mỹ. lỗ Mỹ Mỹ bưng một lồng hấp điềm tâm từ nhà bếp lên, nói Sư phụ, phu nhân, mọi người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đã để ăn một miếng đi. Tân phu nhân mỉm cười, cảm ơn ý tốt của Mỹ Mỹ, ta đã ăn rồi mới đến đây. Còn chưa dứt lời, chợt thấy bên cạnh có một trận gió mạnh thổi qua, vừa mắt nhắm mắt mở mã kiều đã bay tới bên người lỗ mỹ mỹ nói sư muội những vịnh nặng này giao cho vi huynh làm đi nói dòng liền nhấc lồng hấp mang tới cái tên vô sỉ trước mặt mọi người còn không hết xấu hổ run xoe như vậy trong lòng lý kỳ thầm mắng một câu mã ca ngươi có tiện không giúp ta một chút ngô tử lục đứng phía sau lỗ mỹ mỹ cố gắng hết giấc ôm lồng hấp đôi mắt trông mong nhìn mã kiều y không có dáng người cao lớn như lỗ mỹ mỹ một lồng hấp này quả thật đã làm khó y chút làm thành trước mặt lộ mỹ mỹ mã kiều không khẳng khái không được một cước bay ra ngô tử lục chỉ cảm thấy lồng hấp trong tay không còn sợ tới mức hô to một tiếng còn chưa kịp định thần lại lồng hấp kia đã rơi vào tay mã kiều mọi người thấy được đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi lý kỳ vội vàng thấp giọng phu nhân tìm chỗ quan dung mà độ lượng chúng ta làm hòa được không thực sự là không có cách nào bất kể là thế nào hắn cũng không thể uống rượu được hắn chỉ sợ tần phu nhân không thuận theo cũng không buông tha dù sao ở phương diện rượu hắn một chút phần thắng cũng không có nếu biết rõ thất bại thì tội gì không nhận sai sớm một chút Tần phu nhân vừa rồi cũng bị ép, nàng làm sao một uống rượu nhưng ngoài miệng vẫn hừ nhẹ nói, nếu như ngươi không chọc đến ta, ta sao lại chọc vào nỗi đau của ngươi? Hiểu rồi, hiểu rồi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Kỳ vội vàng rời sự chú ý của mọi người đi lên phía trước nói, ta biết hai năm gần đây tất cả mọi người đều khổ cực, cho nên sau khi ta và phu nhân thương lượng, quyết định sẽ cho mọi người một kỳ nghỉ lớn đến 15 hơn nữa các người có thể ở đây chờ chén 3 ngày, không cần lo lắng vấn đề rượu và thức ăn, phải uống vui vẻ tận hứng mới thôi. Lời này rất là khích lệ sĩ khí, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, tần phu nhân có phần lo lắng nói, nhưng mọi người đừng uống rượu quá nhiều, dù sao uống say cũng làm tổn hại đến cơ thể, hơn nữa còn có thể xảy ra những việc phiền toái. Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng ngáy như sấm, Lý Kỳ, tần phu nhân cùng lúc quay đầu lại nhìn, thấy tự quỷ ôm một vò rượu rỗng nằm dưới quầy ngáy o o, say đến bất tỉnh nhân sự. Tự quỷ ngày hôm qua đã tính toán hiện tại say, cho đến khi tỉnh lại thì vừa lúc đến bữa ăn, đến lúc lại có thể say mềm một phen. Tính như vậy, lão ta có thể say nhiều hơn một lần so với người ngoài. Nhưng tiếng ngáy của lão ta rất có uy lực. Cho tần phu nhân một cái bạt tay, mặt bị đánh rất đau. Lý Kỳ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, À, bởi vậy có thể thấy được túi tiền cư chúng ta, cho dù say cũng say có tố chất tương xứng, sẽ không quấy rời đến người khác. Các người cứ uống say đi, ta để xe ở lại đây, uống rượu say trực tiếp cho lên xe ngựa đưa về. Bản thân ta sẽ chịu thiệt thòi một chút để phu nhân đưa ta về. Giống, sĩ khí đại trấn, cuộc đời có thể gặp được ông chủ này. Vậy quả thật là phúc khí đã tù được ở kiếp trước. Ngay cả ngai vàng của mình đều cho bọn họ mượn. Đây quả thật là không thể bất bẻ được, không biết rằng trong lòng lý sư phó cũng có suy tính của chính mình nhưng tần phu nhân nghe thấy lời này liền ngơ ngẩn trong chốc lát lập tức vội vàng thấp giọng nói ta cũng chưa đồng ý đưa ngươi về lý kỳ cười gian Ai, phu nhân ta đang suy nghĩ vì sự an toàn của bọn họ ngươi cho rằng ta muốn những tiền chai rượu này nằm trên xe của ta sao đương nhiên là không nếu phu nhân đồng ý cho ta mượn xe ngựa ta hoàn toàn có thể đưa phu nhân về ồ tiền rửa xe ta sẽ thanh toán gã gã say trong mắt tần phu nhân hiện lên sự sợ hãi vô cùng dứt khoát nói Vậy thì dùng xe ngựa của người đi Ta đưa người về là được Tiểu tử chơi với ta Ta ngay cả xe ngựa cũng không đếm xỉa tới Người có khả năng sao Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy đắc ý Trong lòng tần phu nhân mệt mỏi Nàng không rõ vì sao chính mình khi trước mặt Lý Kỳ Nhiều lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản thôi Da mặt Lý Kỳ quá dày mà da mặt nàng lại quá mỏng Thực sự là vô cùng tương khắc với nhau Nàng sợ Lý Kỳ chuẩn bị hậu chiêu gì, vội vàng tiến lên chỉ huy mọi người làm việc, thuận tiện hỏi các đại nương mùa đông này có lại không, suy nghĩ có nên mang cho họ một ít chăn đệm cũ đến. Tuy nhiên hiện giờ người làm thúy tiên cư còn đâu cần nàng bận tâm, phải biết rằng bọn họ vừa mới nhận được một phong bao tiền thưởng cuối năm dày cộp. Mà Lý Kỳ đương nhiên không có thời gian vẫy gọi An Nam. Đợi cho An Nam vừa vừa vàng vàng đến, hắn chỉ vỗ lên đầu An Nam một cái lạnh lùng. Tiểu tử ngươi vừa rồi cười vui vẻ quá nhỉ? Phải biết rằng An Nam bây giờ ở Đông Kinh, nhưng có danh tiếng rất lớn là Nam ca quán rượu, có ai không biết chứ? Người bình thường ai dám đánh cái đầu này? An Nam sẽ liều mạng với kẻ đó, có lẽ đến tên ngốc cao nhà nội cũng hơi sợ y, cũng không dám sai khiến An Nam. Lúc rảnh rỗi, Duy chỉ có lý kỳ, dám đánh nghi. Y. y một chút tức giận cũng không vò vò cái đầu, tươi cười, thật thà chất pháp. Lý kỳ hừ một tiếng nói, dám giễu cợt ta, thực là có trời bằng vung rồi. Còn đến thất nữa, đâu rồi, từ thời kia đi rồi, xem ra y chạy cũng nhanh đấy. Người lát nữa thay ta đánh nghi một cái. Sống lưng Trần An Nam vẫn thẳng, vô cùng nghiêm túc nói, đại ca cứ yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đi, y và đền thất là huynh đệ tốt đương nhiên là có nạn phải không chịu hai tiểu tử này lý kỳ cười lắc đầu đúng rồi tiểu ngọc đâu trần an nam ồ lên một tiếng nói công ty tập đoàn bên kia còn có chút việc phải xử lý tiểu ngọc nói rằng nàng e rằng buổi chiều mới xong việc lý kỳ gật đầu như cười như không nói nghe nói tiểu tử nhà ngươi gần đây luôn đi cùng với bọn nha nội khá phòng lưu khoái hoạt đấy trần an nam vội nói ta chỉ cùng với bọn nha nội đi uống chút rượu nghe bọn họ kể chuyện lý thú ở giang nam những thứ khác đều không làm vậy ngươi còn muốn làm gì lý kỳ trừng mắt nhìn y lại nói đúng rồi ngươi và liễu phiêu phiêu đó trần an nam lắc đầu trong lòng ta chỉ nhớ mũi tiểu ngọc thôi nhưng đứa nhân khác không liên quan gì tới ta an nam nói rất hay không hổ đạo đồ đệ của ta nhưng cũng đừng học những người khác lát nữa thầy trò chúng ta cùng uống vài chén đúng lúc mã kiểu giúp lộ mỹ mỹ bưng điểm tâm đi qua bên cạnh không kìm được âm thầm châm biến lý kỳ một phen đi 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 ngươi đi sang một bên đi lý kỳ trừng mắt nhìn mã kiểu đợi sau khi tên này đi thì lại nói với trần an nam Người đã nhớ Tiểu Ngọc vậy, giúp Tiểu Ngọc nhiều một chút đi, đừng có cả ngày lăn lộn với bọn cam nhà nội. Những kẻ đó chỉ là phá gia chi tử thôi, trong nhà có tiền là tiêu xài, ngươi nên phải tự mình cố gắng. Hắn cũng thật tâm xem An Nam Tiểu Lục Tử điên thất như là đệ đệ của mình vậy, đây cũng là khát vọng muốn kết thân tình của hắn. Trần An Nam khó xử nói, đại ca, những chuyện đồng não thế này ta làm không được. Lý Kỳ tức giận không muốn nói. Ta xem ngươi không có đầu óc, ta để ngươi đi quan tâm Tiểu Ngọc cũng không phải để ngươi đi mua bán, cho dù ngươi dám ta cũng không dám còn nữa ngươi không sợ tiểu ngọc sẽ chạy theo người khác sao mắt trần an nam nổ đom đóm nói ai dám ngươi chừng ai à không có không có ta không chừng ai lý kỳ hừ nói ngươi thật đúng coi mình là nam ca nỗ lực một chút nữa ngươi cũng đã trưởng thành rồi tranh thủ cưới tiểu ngọc vào cửa sớm một chút đi mậu thần người đã muốn ôm cháu rồi trần an nam tỉnh tỉnh mê mê ồ lên một tiếng kỳ thật y còn cho rằng lý kỳ sẽ giúp y làm chủ vì vậy luôn luôn đau khổ chờ đợi hiện giờ xem ra chính mình còn phải cố gắng Lý ca, Lý ca, chuyện này ngươi cũng không công bằng rồi. Chẳng biết từ lúc nào Ngô Tử Lục bỗng nhiên chui ra từ phía sau, vội vàng nói. Adam và Tiểu Ngọc là thanh ma trúc mã cũng đã sớm tình đầu ý hợp, về này sớm hay muộn gì cũng làm, nhưng ta đây lại không có tin tức, người giúp ta nha. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Lục từ nói, ta không phải đã sớm truyền thụ chân truyền cho ngươi rồi hả? Gì? Ngô Tử Lục mờ mịt mở to mắt nói, ta không nhớ rõ chuyện này. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, xem đi xem đi, từ từ ngươi chính là không để tâm, mới có thể không có manh mối gì. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta truyền thụ cho ngươi bài chữ gì rồi sao? Gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Về mặt Ngô Tiểu Lục buồn bực nói, bài chữ này nói thật là ta đã dùng không biết bao nhiêu lần, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Ngô Tiểu Lục thấp giọng nói, chỉ là có thời gian rảnh, ta làm đồ ăn ngon lén đưa cho Tiểu Đào. Sau đó Tiểu Đào đến Vương Phủ, ta thậm chí còn treo tường để vào. Treo tướng, Lý Kỳ không thể tin nổi nói, ngươi có gan này. Trần Na Nam nói, đại ca, đây là thật, ta đã giúp ý mấy lần rồi. Không hổ là đồ đệ của ta, đúng là có phong phạm của ta nha. Lúc trước khi ta tán thân đường cũng gặp không ít tội. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Ngô Tiểu Lục, đúng là ngoại dự liệu của hắn. Ngô Tiểu Lục buồn bực nói, ta tự hỏi, ra mặt ta đã đủ dày, có lẽ chỉ mỏng hơn một chút so với Lý cả người, nhưng thu hoạch lại rất ít. A à Nam hắn bây giờ nhìn Tiểu Ngọc còn đỏ mặt, nhưng Tiểu Ngọc lại thích A à Nam. Lý ca, ngươi có phải lừa ta không? Cái gì mà mỏng hơn tâm một chút, từ từ ngươi rốt cuộc có biết chuyện không hả? Muốn ăn đòn đúng không? Lý Kỳ nghe những lời này rất tức giận, nhưng trong lòng vừa khâm phục lại vừa buồn bực nói. Nhưng không hẳn như thế, ưu thế đầu bếp đã được người phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, Tiểu đào hẳn là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, có phải ở giữa đã xảy ra điều gì sai lầm hay không? Ngô Tiểu Lục nói, cái này ta nào biết, ta cũng không biết đã bày tỏ với Tiểu Đào bao nhiêu lần, nhưng nàng lại không đồng ý. Lý Kỳ trận to hai mắt nói, Người đã bày tỏ rất nhiều lần sao? Ngô Tử Lục gật đầu. Ôi, người thất bại một lần trong lòng đã có bóng ma. Còn tiểu tượng người thất bại nhiều lần vẫn dũng cảm đi lên phía trước. thật sự là cho giỏi hơn thầy. Về mặt lý Kỳ bắt quái nói. Vậy tiểu đạo sao lại từ chối ngươi? Mau nói cho ta nghe một chút đi. Lý ca giúp người phân tích. Nghiêm nhiên bày ra cái tư thế của một chuyên gia. Ngô Tử Lục này là tín nhiệm nhất là lý kỳ thì lập tức nói. Ai, Kỳ thật ta cảm thấy tiểu đào cũng thích ta. Tuy nhiên, nàng nói nếu nàng cùng rời ra phu nhân, phu nhân sẽ cô đơn một mình. Phu nhân có ơn như là trọng như núi với tiểu đào, cho nên tiểu đào mới luôn từ chối ta. Lý Kỳ thoáng trước suy nghĩ nói, Người đã biết tiểu đào thích ngươi, cũng biết được vấn đề ở đâu, nên đúng bệnh hốt thuốc. Ngô Tử Lục vò đầu nói, ta đây chưa có cách nào, cái này nhờ Lý Ca chỉ điểm mới được. Trần An Nam ngay thẳng hào sảng nói, Đại ca, sao người không thu phục phu nhân thành toàn chất lục tờ chứ? Ta thu, thu, ta thu cái đầu ngươi. Lý Kỳ đánh nghi một cái, tiểu tử này nói chuyện cũng không khéo léo hơn một chút nào, mắng. Người cho là thu yêu tinh à? Nói thu là thu. Trần An Nam che đầu, trong lòng kêu lên một tiếng buồn bực. Ngô tiểu Lục tức thời lui một bước mới nói. Lý ca, vậy ngươi nói làm thế nào? Ngươi cũng không thể để tiểu lục ta cô đơn cả đời. Ta thấy trên đời này cũng chỉ có Lý ca người xứng đôi với phu nhân. Trần An Nam nói lục tử ngươi nói gì thì nói vấn đề là phu nhân xứng hay không xứng với đại ca y vẫn luôn coi lý kỳ là thần tượng cá nhân y thấy có thể xứng với lý kỳ là lông phượng là sừng lân hay rằng tần phu nhân cũng nằm ngoài lý kỳ hắc một tiếng lại giơ tay lên trần an nam bồi vàng che đầu nói ở đại ca đại ca đừng đánh nào 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 ngờ lý kỳ chỉ vỗ nhảy vai y cởi nói ai muốn đánh ngươi hả <laughs> lời này của ngươi cũng rất có lý trần an nam thở vào một hơi ngô tử lục cẩn thận mà hỏi vậy lý ca ngươi đồng ý rồi hóa ra tiểu tử này có chủ ý này Lý kỳ chỉ vào ngô tiểu lục về mặt khinh bỉ nói tiểu lục tử ra mặt ngươi ta đúng là càng ngày càng dày rồi đó ngươi bị tán tiểu đào không ngờ lại bảo vi sư đi tán phụ nhân <laughs> ngươi thật đúng là táng tận lương tâm nói xong hắn lại thở dài rất khó xử tuy nhiên chuyện này dù sao cũng liên quan đến trung thân đại sự của ngươi ta sẽ suy nghĩ một chút ngô tiểu lục mừng rỡ nói lý kỷ ngươi xuất mã việc này chắc chắn không xa đi đâu được cảm ơn lời tốt lành của ngươi nào có nào có lý kỷ mừng rỡ cười ha hả không ngừng bởi vì sau đó lý kỳ còn rất nhiều việc phải làm buổi tối còn phải về nhà ăn cơm tất niên hơn nữa để bọn họ ở đây rồi rất nhiều người sẽ không thả ra vì thế lý kỳ và bọn ngu tiền lục nói chuyện tào lao vài ba câu rồi chuẩn bị rời đi đi nhanh như vậy sao tần phu nhân nghe thấy lý kỳ bảo phải đi thì không khỏi kinh ngạc nói lý kỳ thấp giọng người nhìn xem gò bó cỡ nào khi chúng ta ở đây bọn họ sao có thể cười đùa thoải mái được đi thôi đi thôi tần phu nhân đưa mắt nhìn qua nhận ra giống như là lý kỳ nói bọn họ không muốn làm mọi người bất hứng, vì thế liền chào mọi người cùng với Lý Kỳ đi ra ngoài. Xe ngựa của Tần Phu Nhân luôn có một mùi hương thơm nhàn nhạt, nhạt giống như mùi hoa. ở giữa có một bàn trà nhỏ, trên bàn trà có một than lò nhỏ. ở trên lò than có một bình trà thơm. Lý Kỳ sau khi lên xe ngựa hoàn toàn không xem mình là người ngoài, trực tiếp cầm lấy ấm trà trên bếp lò, mở nắp ấm nhẹ nhàng thổi. thật ra không quá nóng. sau đó nhấp một miếng cảm thán nói: trà này thực sự rất thơm nha. Tần phu nhân nhìn đến ngơ ngẩn, chậm chạp nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ e lệ nói, phu nhân, người nhìn ta như vậy làm gì, ta sẽ rất xấu hổ đấy. Tần phu nhân ngẩn ra, nhẫn nhìn kích động muốn đuổi Lý Kỳ xuống, không kìm được giận nói. Ngươi còn biết xấu hổ sao? Ta nói này, ngươi rứt cuộc có phải là đại quan nhất phẩm không vậy? Ngươi gặp ai cũng lấy ấm trà để uống sao? Lý Kỳ ai một tiếng bất mãn nói, phu nhân, người nói điểm này không đúng rồi. Lần trước người sợ ta lấy chén của người uống trà, cho nên bảo ta sau này trực tiếp lấy ấm uống. Ta hoàn toàn dựa vào sự phân phó của ngươi. Người hiện tại lại nói ta ra sao? Sao ta làm gì cũng sai vậy? Tần phu nhân kinh ngạc. Ta đã từng nói những lời này sao? Lý kỳ trợn mắt, ta dám thề với trời. Tần phu nhân ngậm nghĩ một lát, dường như là thực sự có việc như vậy. Bè nói, nhưng người lấy ấm trà để uống, ta để uống gì? Ta giúp người châm một ly trà là được, ta không ngại đâu, miễn đi. Tần phu nhân vội vàng lấy tay che cái chén trà của mình, nghĩ tầm rằng, dù sao chờ lát nữa quay về rồi. Những ý tưởng này vừa bật ra, Lý Kỳ liền hô với bên ngoài. Đến sừng thủy tinh, tự cho đây là xe ngựa của mình tần phu nhân lại xi si ngốc nói không phải ngươi về nhà sao sao còn nói đến sườn thủy tinh lý kỷ nói ta khi nào nói là muốn về nhà tần phu nhân ngươi vừa rồi rõ ràng là nói để ta đưa ngươi về nhưng ta cũng không nói là bây giờ về vậy ngươi định bao giờ về ta còn phải đến các rừng xem xem cái gì tần phu nhân lắc đầu như chống mỏi nói vậy ngươi tự mình đi đi ta phải về rồi lý kỷ ho nhẹ một tiếng nói ơi phu nhân à chẳng lẽ những người làm thuê ở rừng này không phải là công nhân ở túy tiên cư ta sao Chúng ta không nói đâu xa, nói hai bạn quan người lấy ra cũng là mồ hôi và máu bọn họ đổ ra. Vốn dĩ hai bạn quan này là đưa cho bọn họ thêm tiền thưởng, nhưng người đủ rồi. Tần phu nhân nhắc tay, bật đặc dĩ nói, ta đi là được chứ gì? Chắc chắn rồi. Lý sư phó cười đến đắc ý. Tin tưởng hành động này của Lý Kỳ đã giải thích vô cùng hoàn mỹ cái gọi là to gan, thận trọng, mặt dày, thất tự chân ngôn này. Người cứ nhìn ta làm gì? Ở bên trong xe, tần phu nhân thực sự không chịu được ánh mắt không che giấu chút nào kia của Lý Kỳ không khỏi nổi giận trừng mắt nhìn lý kỳ lý kỳ oan uổng nói ôi trong xe này chỉ có hai người chúng ta ta không nhìn cô thì còn nhìn ai chứ ờ thế cô tưởng ta muốn sao người không biết nhìn ra ngoài cửa sổ bỏ đại mỹ nhân không nhìn lại thò đầu ra hít thó gió lạnh đây là việc mà một thương nhân nên làm sao lý kỳ nói thẳng lạnh tần vô nhân không nói gì chỉ từ đầu nghiêng ra hướng cửa sổ để lại một bóng đen lý kỳ sau gáy ôi không cần phải tuyệt tình như vậy chứ Lý Kỳ đột nhiên phát hiện ra hôm nay cây gáy của Tần Phu Nhân cũng đặc biệt xinh đẹp, thậm chí mạnh hơn chính diện, đặc biệt là một cây ngọc trâm trên búi tóc, liền cười ha ha nói. <laughs> Phu Nhân, ngọc trâm này đúng là được chế tác cho cô nha. Hóa ra ngọc trâm cắm trên đầu Tần Phu Nhân chính là ngày ấy Lý Kỳ đã tặng. Tần Phu Nhân mặt đỏ ửng lên, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ làm như không nghe thấy. Lý Kỳ đối mặt với sự khinh thường của Phu Nhân cũng không có giận, tiếp tục nói. Đúng rồi, Phu Nhân, vương thúc thúc sức khỏe vẫn tốt chứ người khác hỏi thăm cha mẹ ngươi lần này tần phu nhân không thể không trả lời nếu không thì thật là không có lễ phép bè nói cảm ơn ngươi quan tâm cha ta sức khỏe vẫn rất tốt nói xong nàng đột nhiên quay đầu nghe mặt nói ồ cha ta có thể sẽ không đến thái sư học viện đâu trong giọng nói còn có vài phần vui sướng hiển nhiên là nàng cũng không muốn vương trọng lăng lại vào hang hồ một lần nữa lý kỳ hai mắt trợn tròn thật sao tần phu nhân gật đầu người nhà của ta cũng không muốn cha ta lại bị cuốn vào cái trận tranh đấu này nữa lý kỳ hồ nghi đây là vương thức thúc kêu cô nói với ta Tần Phú nhân lắc đầu, nhưng mà ta nghe lời cha ta nói thì chính là có ý này, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý của phụ thân ta. Nàng đây là đang cho Lý Kỳ một lời cảnh báo nha, dù sao Lý Kỳ này một miệng linh hoạt, nàng thực sự sợ Vương Trọng Lăng lại bị Lý Kỳ lừa dối. Trong lòng Lý Kỳ nở tin nở ngờ thành thật nói, nếu ta là như vậy đương nhiên ta sẽ không cưỡng ép, nhưng ta vẫn phải đích thân hỏi Vương Thúc Thúc, tùy ngươi. Tần Phú nhân nói xong thì lại rất khó hiểu nói, Tại sao ngươi cố chấp muốn tìm cha ta? Trong thiên hạ nhiều người như vậy, chỉ bằng năng lực của ngươi chắc chắn là không tìm được người à? Lý Kỳ nghiêm mặt. Bởi vì Vương Thúc Thúc là một trong số ít người có thể hoàn toàn tín nhiệm trong lòng ta. Trời này liên quan đến cá nhân ta, cũng liên quan đến cả đại tống, ta cần phải thận trọng xử lý, cố gắng làm cho thật hoàn mỹ chứ. Tân Vũ Nhân thở dài nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý của cha ta. Lý Kỳ cười, đây là đương nhiên, nhưng cô đáp ứng ta biết chuyện chứ. Tần Vũ Nhân nói, chuyện này ta đã đáp ứng ngươi rồi tất nhiên là sẽ không đổi ý không biết ngươi lại muốn biết chuyện gì à đây ta vẫn còn đang suy nghĩ chờ hết năm sau rồi nói lý kỳ đột nhiên đưa ấm trà lên nói cô có khát không tần phu nhân vừa thấy bình trà này liền tức giận không thèm uống liền nói không uống đi tới nửa canh giờ lý kỳ tần phu nhân đi tới xưởng ở bắc thành hiện giờ nơi này đã biến thành xưởng công nghiệp xưởng lớn xưởng nhỏ vô số kể ngay cả xưởng in xưởng chế biến giấy dân gian lớn nhất đông kinh biện lương hiện nay cũng đều ở đây đương nhiên hai cái xưởng này đều là sản nghiệp dưới trướng của thúy tiên cư tuy nhiên trong này thái kinh cũng có không ít cổ phần xưởng lớn nhất trong đó không gì qua được xưởng thủy tinh không có cách nào ai kêu thủy tinh lại kiếm tiền nhiều như vậy chứ đi vào bên trong chỉ thấy khắp nơi đều răng đèn kết hoa đen lông màu đỏ rực hết sức náo nhiệt hóa ra bắt đầu từ hôm nay thợ thủ công ở đây cũng đã đón nghỉ dài hạn của bọn họ đương nhiên lý kỳ không thể nặng bên này nhảy bên kia vì thế cũng đã chuẩn bị cho bọn họ bữa cơm đoàn viên bởi vì công nhân của nơi này và từ bảo túy tiên cư giống nhau đều là đến từ năm sông bốn biển, vì vậy bọn họ cũng thích cả nhà cùng đoàn tụ với nhau, cùng đón năm mới đến. Tần phu nhân mặc dù vào 30 Tết thường xuyên đến túy tiên cư thăm hỏi bạn bè cũ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng đến nơi này, mà công nhân ở đây đối với nàng mà nói thì hơn phân nửa đều là những khuôn mặt lạ hoắc, vì vậy có phải không được thoải mái như ở túy tiên cư. Đông chủ đến rồi. Mọi người mau ra đây đi, đông chủ và đông phu nhân đến thăm chúng ta này. Đông chủ phu nhân này là tiên nữ sao? Những nhân viên kia nhìn thấy Lý Kỳ hưng phấn hẳn lên, đông chủ phu nhân, Tần phu nhân biến sắc, hai dòng hàn quang bắn ra nói, bọn họ gọi ta là cái gì? Không hồ là công nhân của ta, đúng là thượng đạo nha, Lý kể lá bắp. À, bọn họ đang gọi là đông chủ, đông chủ, uh, phu nhân, dù sao danh vọng của ta ở đây cao hơn cô, cho nên bọn họ gọi ta hai lần, gọi cô một lần, đây cũng là hợp tình hợp lý mà. Lần này phu tần phu nhân sao có thể bị lừa dối được? Chính ta nàng nghe thấy, nhưng nhiều người cùng nhau gọi như vậy, nàng không biết phải ngăn cản như thế nào, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, khẽ cật đầu ư một tiếng, trong lòng lại đang nói thầm, không phải người này cố ý kêu bọn họ gọi như vậy chứ không đến một khắc trịnh toàn từ trong phòng bước ra hành lễ trịnh toàn bái kiến đông chủ đông chủ phu nhân hiểu biết của y đối với quan hệ của lý kỳ và tần phu nhân không rõ lắm bây giờ thấy bọn hạ nhân đều gọi như vậy mà tần phu nhân cũng không có ngăn lại vì thế cũng gọi theo như vậy đây lần này lý kỳ cũng không biết nên nói như thế nào nữa rồi tần phu nhân lập tức nhấn mày nổi giận trịnh sư phụ ngươi đang gọi vớ vẩn cái gì hả ơi à, một trời một này tình huống này hoàn toàn bất đồng rồi à? Trình Toàn kinh ngạc nhìn tần phu nhân nhất thời sừng sốt, Lý Kỳ vội đứng ra giảng hòa nói: Trình sư phụ, vừa rồi nhất định là người đã uống nhiều rồi. Nói xong hắn đi tới hạ giọng nói: Phu nhân ra mặt mỏng, sau này ngươi phải ý thứ một chút biết không? Mau xin lỗi với phu nhân. Trình Toàn sừng sốt vội vàng gật đầu: là Dạ dạ, tiểu nhân mà phạm phu nhân, kính xin phu nhân thứ lỗi. Tần phu nhân nhẹ nhàng phất tay: Sau này các ngươi chú ý là được. Lý Kỳ liếc mắt nhìn phu nhân bất mãn nói: Phu nhân, đây rõ ràng là cô đang được lợi, ta còn không tức giận, cô tức giận làm cái gì? Bà tết đấy, cô đừng có mà nghi mặt thối, cười một cái đi. Tần Vũ Nhân sắp tức chết rồi làm sao mà con cười được, quay đầu đi, không để ý đến Lý Kỳ. Thôi đi thôi đi, thiếu chút nữa thì quên, cô cười còn khó coi hơn là so với khóc. Lý Kỳ cũng không có để ý phải tên ra phía trước, Trình Toàn ngầm hiểu nói: "Đại nhân, phu nhân, mời bên này." Tần Vũ Nhân hẳn là không thể đá một cước, coi thường người khác như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 348 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 349.